Nếu chiến thắng một trận đấu mà vẫn phải nhận kết quả thất bại thì quả thực là đau đớn đến tột cùng. Vâng, hôm nay Manchester United và người hâm mộ Quỷ Đỏ đã cùng nhau trải qua cảm giác này từ từ như vết dao cứa vào từng thớ thịt. Đánh bại chủ nhà Real Sociedad với tỷ số tối thiểu nhưng không đủ để giúp thầy trò huấn luyện viên Erik ten Hag giành ngôi nhất bảng E. Chấn thương, thể lực, tâm lý, tất cả đều đang bủa vây đội chủ sân Old Trafford trước thềm World Cup 2022. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình bình luận sau trận đấu của Random Football. Trước giờ bóng lăn đã có chút bất ngờ về mặt chiến thuật khi Manchester United công bố đội hình xuất phát. Tiền vệ tấn công Donny van de Beek có lần đầu đá chính sau một thời gian dài chấn thương và anh chơi ở vị trí mà Bruno Fernandes để lại khi dạt sang cánh phải. Quyết định này của huấn luyện viên Erik ten Hag bị ảnh hưởng bởi lực lượng không còn dồi dào như trước. Trong khi đó, đội chủ nhà Real Sociedad dù thiếu vắng tới 5 cầu thủ vì chấn thương, nhưng tâm thế của một đội chỉ cần thua không quá một bàn vẫn giúp họ có được sự tự tin nhất định trước thời điểm bóng lăn. Bước vào trận đấu, Sociedad rõ ràng đã chứng minh rằng họ không e sợ với việc chủ động kiểm soát thế trận. Nhưng theo thời gian, Man United vẫn biết cách cân bằng và dần tạo được những sóng gió về phía cầu môn đối diện. Cho đến phút thứ 17, từ đường phát bóng dài lên cao của thủ thành David De Gea sang phía bên phải, Bruno Fernandes bật cao làm tường giúp Ronaldo và Garnacho có cơ hội phối hợp từ khu vực trung lộ và cánh trái. Tốc độ như mũi tên của ngôi sao trẻ người Argentina được cộng hưởng bởi đường chọc khe như đặt từ CR7 đã giúp Man United mở điểm một cách đẹp mắt. Tuy nhiên, trong nửa giờ đồng hồ còn lại trước khi giải lao, các vị khách không thể ghi thêm bàn thắng, dù Ronaldo đã có một cơ hội đối mặt với thủ môn đối phương. Sang đến hiệp thi đấu thứ hai, Sociedad sốc lại tinh thần và bất ngờ dồn ép Man United. Nhưng trong một ngày mà David De Gea tiếp tục bật chế độ hách cản phá, quả bóng không thể bay qua vạch vôi cầu môn ở khoảng cách chỉ vài mét. Đây là tình huống mà ngôi sao người Tây Ban Nha có pha cản phá kép hai cú dứt điểm liên tiếp và nó xứng đáng đạt điểm 10 cũng như tràng pháo tay của những ai theo dõi trận đấu. Sau khoảng 1 giờ đồng hồ, huấn luyện viên Erik ten Hag bắt đầu sốt ruột và đó là lý do vì sao ông rút Victor Lindelof ra khỏi sân, thay thế bằng Scott McTominay. Tuy nhiên, ngay cả khi đưa thêm Harry Maguire vào chơi ở vị trí tiền đạo làm tường, thì Man United vẫn bất lực trong việc tìm thấy mảnh lưới của Sociedad lần thứ hai trong trận đấu. Việc chấp nhận chơi thiếu trung vệ trong nửa giờ đồng hồ và đưa một trung vệ vào chơi như tiền đạo trong 10 phút cuối là một nước đi chẳng khác nào trò chơi sóc đĩa, ăn ngay, ăn sổi, ăn nóng hổi. Một là xanh cỏ và hai là đỏ ngực. Thật không may, hôm nay Man United đã phải nhận thất bại khi Real Sociedad từ chối tham gia cuộc vui. Sau cùng, trận đấu có hẳn 5 phút bù giờ nhưng khán giả chủ yếu chỉ theo dõi những tình huống nằm sân câu thời gian của đội chủ nhà. Và bầy quỷ đỏ ngậm ngùi nhận lấy thất bại trong chiến thắng tối thiểu. Tỷ số 1-0 mang lại quá nhiều tiếc nuối cho đại diện đến từ nước Anh. Và giờ thì nhiều người đang hy vọng một cặp đấu mang tên Barcelona và Man United ở vòng 1-16 sắp tới. Bây giờ, hãy lắng nghe phát biểu của các vị huấn luyện viên trên truyền thông. Erik ten Hag chia sẻ với BT Sport một bài văn tế dài tỷ lệ nghịch với mái tóc của mình. Ông nói, không phải lúc nào bạn cũng nhận được những gì mình xứng đáng. Bóng đá nghiệt ngã thế đây mấy chú. Ở lượt đi, họ được hưởng một quả phạt đền từ trên trời rơi xuống. Hôm nay, dù sao Man United cũng giành chiến thắng và tôi hài lòng với điều đó. Đối với nhóc Garnacho, cậu ấy nói chung chơi tốt nhưng tôi thất vọng vì không thể có hai bàn vào lưới Sociedad. Thiếu Anthony, Sancho, Martial khiến hàng công mỏng như tờ giấy. Thế nên bàn thắng duy nhất của trận đấu thực sự rất rất tuyệt vời. Tuy nhiên tôi phải nói rằng toàn đội quá vội vàng như bài thơ của Xuân Diệu. Các cầu thủ làm mất bóng quá dễ dàng, xử lý tình huống thì ẩu, các pha bóng vào vòng cấm không như ý. Nhưng nói chung, Man United đã tiếp thu được một vài điều tích cực từ trận đấu này. Trong khi đó, huấn luyện viên Imanol Aguachin đã không nói gì vì mải bóp chân cho các học trò nằm sân vì chuột rút. Về giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, chúng tôi không chọn Alejandro Garnacho mà sẽ nghĩ tới Lisandro Martinez. Đây là trận đấu mà cầu thủ người Argentina chơi quá lăn xả, một mình gánh gồng hàng phòng ngự trong bối cảnh Victor Lindelof rời sân từ sớm.
ngay cả khi mũi đập vào lưng của đối phương và phải nằm sân, thì gã đồ tể đến từ Amsterdam vẫn hiên ngang đứng dậy chiến đấu tiếp. Phẩm chất máu lửa đầy nhiệt huyết này chắc chắn là điều mà Man United đang rất cần, và chẳng có lý do gì chúng ta không vỗ tay tán thưởng cho Licha Martinez. Cuối cùng, Random Football sẽ gửi tới quý vị và các bạn những điểm nhấn quan trọng sau trận đấu. Thứ nhất, Erik ten Hag buộc phải giật gấu vá vai. Trước giờ bóng lăn, nhà cầm quân người Hà Lan xác nhận bộ ba tiền đạo Anthony, Jadon Sancho và Anthony Martial đều sẽ không thể tham dự trận đấu. Đây là lý do vì sao Bruno Fernandes buộc phải chơi bên cánh phải để nhường vị trí cho Donny van der Beek ở trung lộ. Việc lựa chọn Alejandro Garnacho đá chính không hẳn là vấn đề, vì tốt hơn là Marcus Rashford nên dự bị cho cả Ronaldo cũng như người đàn em người Argentina. Các quyết định đó về cơ bản thì vẫn giúp Man United chơi ổn, nhưng khó khăn đến theo thời gian khi đồng hồ bước vào 30 phút cuối. Sự giật gấu vá vai của Erik ten Hag không thể mang lại nhiều hơn một bàn thắng, mặc dù nó rất hợp lý về mặt hoàn cảnh. Nhìn chung, World Cup 2022 đang giết chết cầu thủ, giết chết bóng đá, giết chết chiến thuật và giết chết rất nhiều thứ liên quan đến môn thể thao này. Thứ hai, David De Gea trông như một đứa trẻ. Dĩ nhiên là chúng tôi không nói về khả năng cản phá của Thánh Tôn, vì sau bao năm anh vẫn xuất thần như vậy. Nhưng sự chủ động mà thủ thành này tạo ra quả thực ấn tượng. Phút 16 là một tình huống tương đối ấn tượng và thót tim khi Diogo Dalot chủ động truyền về khung thành, trong thời điểm De Gea vừa di chuyển ra khỏi vị trí. Dù vậy, lực bóng nhẹ khiến cho ngôi sao người Tây Ban Nha vẫn đủ thời gian để quay lại khống chế. Đây là tình huống cho thấy David De Gea chủ động lao ra nhận đường truyền của đồng đội, và điều này thực sự rất hiếm khi xảy ra trước đây. Ngay lúc này, chúng ta nên ví anh như một đứa trẻ mới tập nói khi làm lại tư duy thi đấu ở tuổi 32. Hy vọng, với trí thông minh và kinh nghiệm trận mạc dày dặn, De Gea có thể sớm thấm nhuần triết lý của huấn luyện viên Erik ten Hag và sẽ chơi lâu dài cho Man United như cựu danh thủ Edwin van der Sar trước đây. Thứ ba, Van der Beek có một trận đấu tốt. Nếu theo dõi các kênh sóng của FPT Play hay Sôi Lạc hoặc 90 phút, nhiều khán giả có thể đã tin rằng tuyển thủ người Hà Lan chơi tệ chỉ vì anh không được nhắc tên hay chạm bóng trên sân quá nhiều. Xin thưa với các bố các mẹ, Van der Beek không phải là mẫu tiền vệ giỏi với trái bóng trong chân. Điểm mạnh của anh ta là di chuyển, di chuyển, di chuyển và di chuyển. Xin tái lưu ý là di chuyển không bóng. Trong suốt hiệp 1, cựu cầu thủ Ajax Amsterdam chỉ có 13 pha chạm bóng, trong đó có một lần giao bóng đầu trận. Nhưng nên nhớ rằng anh là tác nhân quan trọng trong bàn thắng mở tỷ số. Về điều này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn ở một bài bình luận khác vào lúc 13 giờ chiều nay. Tuy nhiên, vẫn mong mỏi quý vị và các bạn theo dõi bóng đá một cách văn minh, trực quan và không nghe lời bơm vá. Thứ tư, Marcus Rashford có màn trình diễn tệ hại. Vâng, chỉ vào sân trong nửa cuối hiệp 2, nhưng tiền đạo sinh năm 1997 đã không thể tận dụng được nền tảng thể lực sung mãn. Ngược lại, anh còn gây ức chế với những pha mất bóng vô duyên. Điển hình là ở phút nào đó mà chúng tôi quên mất, nhưng Rashford đi bóng ở giữa sân vô cùng trống trải. Bên cánh trái, Garnacho cũng không có ai theo kèm. Và rồi thì chẳng hiểu sao, Rashford để mất bóng, khiến cho người đồng đội trẻ tuổi như muốn tức điên. Tất nhiên, cũng phải thông cảm khi tiến sĩ đã phải chơi trái sở trường ở vị trí ngay sau lưng của Ronaldo, trong khi anh chỉ giỏi nếu được chơi ở bên trái. Nhưng dù sao thì trong một thế trận cần sự nhanh nhẹn, nhưng Rashford không thể đáp ứng. Những khán giả khó tính như đến tháng hoặc là rụng râu sẽ nói rằng anh chơi tệ, mà quả thực là Rashford chơi tệ thật, khó có thể bào chữa điều gì. Thứ năm, Real Sociedad thủ vai vua đá bẩn. Vâng, có thể thấy đội chủ nhà thích nằm sân hít khí trời nhiều hơn là đá bóng. Họ liên tục ngã ra dù tác động từ phía các cầu thủ Man United không quá mạnh. Có một tình huống ở phút 88 cho thấy nụ cười mỉa mai của Casemiro khi anh che chắn thành công quả bóng đi hết đường biên ngang. Đối phương liên tục la làng đòi phạt góc, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhếch mép khinh bỉ đến từ vị trí của ngôi sao người Brazil. Trong 5 phút bù giờ, có ít nhất 2 lần Real Sociedad nằm sân, và trước đó họ phải nhận thẻ vàng vì lỗi câu giờ. Lối chơi này về cơ bản không xấu vì đội lợi thế được phép làm vậy nếu trong khuôn khổ. Nhưng chơi bóng đá mà chỉ nhăm nhăm câu giờ hoặc nằm dài ra sân thì tốt nhất là bạn nên đi biển ăn ghẹ. Dù vậy, sống ở đâu thì thờ ở đó. Hôm nay Real Sociedad đã đạt được mục tiêu của họ, và xét trên phương diện của chính họ, thắng là được, không quan trọng là xấu hay đẹp. Thứ 6, đánh giá chung về trận đấu. Như tiêu đề của chương trình hôm nay, Man United thắng mà thua
nhưng thua mà thắng. Họ thắng về mặt kết quả của trận lượt về, họ thắng về cả tinh thần chiến đấu đến giây phút cuối cùng và họ phần nào thắng trong lòng người hâm mộ. Trong khi đó, Man United thua chung cuộc ở bảng E. Man United cũng thua về mặt chiến thuật khi sau tất cả nó không thể giúp họ đánh bại Real Sociedad quá một bàn thắng. Tuy nhiên, trong bối cảnh bóng đá như một nồi cám heo hoặc thậm chí các cầu thủ bị coi như máy móc, chúng ta nên cảm thông cho họ. Phải chơi 10 trận trong một tháng là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Và có đến siêu nhân cũng sẽ gục ngã, nói gì đến người trần mắt thịt. Hôm nay, dù thế nào thì bầy quỷ đỏ cũng thắng trận. Và ngay cả khi họ không thể nhất bảng, thì bất cứ đội nào xuống từ Champions League cũng phải ngại lá thăm Manchester United ở vòng 1/16. Một lần nữa, hãy vỗ tay tán thưởng các cầu thủ, tán thưởng Erik ten Hag và tán thưởng cho tinh thần mà đội bóng này tạo ra trong suốt một tháng qua. Glory, glory Man United. Chưa hết đâu nhé. Hãy nhớ rằng 13 giờ chiều nay, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những thắc mắc lớn nhất sau màn so tài giữa Sociedad và Man United liên quan đến Harry Maguire, sơ đồ 3-3-1-3 lạ lẫm, vai trò của Van der Beek trong bàn thắng duy nhất và lý do vì sao huấn luyện viên Erik ten Hag chọn đội hình xuất phát như vậy. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các liền anh liền chị trên kênh Random Football. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football, hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.